xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Xã Sẽ Post. Anh em ơi, hôm nay xả xăng đã xuống 12.000 và cùng cảnh lái xe với nhau anh em ạ. Đấy, thì hôm nay xã sẽ qua nhà thằng cu em Câm, như video hôm trước mình đã đăng ấy, để báo cáo cho thằng cu em biết rằng là xăng đang xuống giá, và hôm nay nếu mà bình xăng hết hoặc có những cái can 20-30 lít 50 lít mang ra để đi mua dự trữ anh em nhé. Xăng đang xuống rất là kinh khủng. Rồi bây giờ mình sẽ sang nhà thằng cu em Câm. Đây, nhìn này, dưới 12.000 một lít này, thấy chưa, ngon chưa? Nhất đấy, chạy xe rồi, nhất chú ấy. Nhưng mà đi nhớ phải đeo khẩu trang vào nhé. Này, nguy hiểm lắm. Nhưng mà xăng xuống cái này thì chạy lấy khách rẻ rẻ hơn tí. Anh vẫn thế mà, ví dụ như bình thường, thì tất nhiên là có công lái rồi. Nguy hiểm. Bây giờ, virus. Sợ. Vẫn lấy 6.000 một cây cơ. Thế thì hơi rẻ. Bình thường mình đang chạy 12.000 mà xăng lúc đấy là đang là 19-21. Đúng không? Bây giờ xăng xuống 12.000 thì phải giảm đi chứ, 6.000 thì bây giờ giảm được 4.000 thôi. Mày giờ xe anh chạy toàn 4.000 lít thôi. À 1 cây thôi. 5.000 là rẻ nhất đấy. 5.000 chạy sao được? 4.000. Mùa dịch này ít người chạy. À nhưng mà thế thì tính thêm phí sợ người ta dịch chết đúng không? Tính thêm phí 1.000 một cây. Không, có nghĩa là mình tính thêm phí lấy người ta là 4.000 đúng không? Thì bây giờ mình lấy 5.000. Ừ, đấy, nước bọt hết. Nước bọt còn hết cả đây này. Có nghĩa là mình chạy lấy người ta là 4.000. Không, đi để nói lấy 4.000 cộng thêm 1.000 tiền sợ dịch bệnh virus corona thì thành 5.000. 5.000 một cây, 10 cây 50.000, 100 cây 500.000. Ok nhé. Quay xem xe là xong chiếc ăn gì không? Hả? Ăn gì không? Ăn nhé. Ít ít này. Bịt cái miệng nó vào. Đeo khẩu trang vào. Thôi vào. Cái này có khả năng là ăn ít xăng hơn xe của mình. Kiểu. Anh đi tải xe anh như này. Fuck off. Mỗi lần nhấn ga nó thế này nhé, anh mỗi lần nhấn dài rồi. Ý là ông ấy nói là nếu mà nhấn ga mạnh quá là nguy hiểm, đập mặt vào tao lô trước đúng không? Nguy hiểm anh em ạ. Anh em nhớ nhé, đã đi xe là không uống bia rượu. Mà đã bia rượu rồi thì ở nhà ngủ không dậy anh em. Đấy, ý là anh ấy nói là không làm chủ được tốc độ, cái thứ nhất là uống rượu vào là buồn ngủ, mà không thì lại chân tay là ga nghiếc được cứ loạn lên, lúc đấy là không còn cái cảm giác sợ hãi nữa đúng không? Thế là ông cứ viết cho thì thôi, tốt nhất là anh em không uống bia rượu khi lái xe nhá. Anh em ơi, vậy là vừa rồi mình vừa sang báo tin cho thằng cu em biết là tình hình xăng là xuống, mà thằng em thì cũng có xem rồi. Nhưng mà hôm qua đúng là thật sự là mình định gọi điện cho nó, nhưng mà nó không nghe thấy cái đích. Nó nghe thấy nhưng mà nó có trả lời được cái đích gì đâu. Nó được ua. Đấy, cho nên là sáng hôm nay mình phải chạy sang tận nơi. Mình không gọi điện nữa mà mình chạy sang tận nơi để báo cáo cho thằng cu em. Đấy là tình hình xăng xuống giá rồi. Bây giờ lấy giá của khách cũng thấp đi, nó không được lấy giá như là trước nữa. Đấy. Rồi, anh em ơi, vậy là ai mà có nhu cầu đi xe hãy liên hệ với cả Đình Minh nhé, theo số điện thoại. Lát nữa tôi sẽ ghi ở dưới đường link mô tả. Đây là cái xe của anh 30E256 29, xe Corolla Altis, chạy rất êm nha anh em nhé. Đấy, chạy rất êm. Có gì hãy liên hệ với Đình Minh. Một người không nói được nhưng mà rất tải. Rồi, vậy cảm ơn anh em đã xem video rất nhiều. Lời đầu tiên để cho anh Câm nói đôi điều cho các bạn nghe. Xin mời anh Câm. Em cảm ơn các bạn. Anh Câm bảo là chào các bạn và cảm ơn các bạn. Các bạn xem video rồi phải nhớ like, subscribe. Rồi thì các kiểu để làm sao để khi mà xã sẽ lên một video phát là có chuông tinh tinh là anh em biết đấy là video của xã sẽ đã có. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye.
Rồi, cảm ơn anh em nhé. Rồi, ok.